Và để liên tục chương trình một lần nữa, cho phép Minh Trường và Nhã Linh xin tặng quý vị một bài tân cổ nữa. Bài hát cũng rất là vui tươi, nhạc của Trương Phi Hùng, là giọng cổ của Phạm Văn Phúc. Bài hát có tựa đề Anh Ba Chị Tư. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Cô ơi! À, dạ. Làm ơn cho hỏi thăm. Có hỏi thăm ai? Hỏi đây phải nhà thầy Hai không? Ở Tân Thông Hậu không? Đúng rồi đó. Ủa anh, gì? Anh Ba. Ủa? Anh Ba đừng có. Trời ơi, sao biết tên tôi hay vậy? Trời ơi, biết chứ, ở đây ai cũng biết vậy anh hết trơn á. Ủa, ai cũng biết chứ hả? Dạ, người ta đồn dữ lắm. Trời ơi, ở xã này đồn tôi hả? Dạ. Đồn gì vậy? Thì người ta đồn nhiều dữ lắm anh ơi. Đồn sao cô nói tôi nghe coi nào. Nổi danh nhất xóm ngoài, giọng ca như chim hót, mấy anh trai làng chết mê. Anh ơi, chắc anh đã nghe nhầm. Không có nhầm. Thì thầm cho con trẻ nó nghe chưa. Nghe danh tư đã lâu mà nay mới gặp lần đầu, người gì đâu xinh quá. Chắc tối nay về tôi ngủ mơ. Tôi mới gặp khớp không biết nói gì luôn à. Cô Tư biết sao không? Nghe tôi nói nè. Sao? Nghe đồn danh tiếng cô Tư hát hay hết, biết ai nghe cũng nghiền, nên tôi vội vã kiếm tiền tầm sư học đạo, mong ngày làm quen à nghe. Anh Ba cũng giỏi à nghe, làng trên xuống dưới cứ khen anh hoài, hát hay từng giỏi có tài, nhiều cô để ý mong ngày làm quen đó. Trời đất ơi, tôi nói tôi ngưỡng mộ cô Tư dữ lắm à nghe cô Tư. Sao ngưỡng mộ tôi? Cô Tư ơi, tôi ngưỡng mộ giọng hát của cô Tư từ bấy lâu nay đến lừng danh khắp Tân Thông hồi. Ủa, dữ vậy đó hả? Nên tôi mới năn nỉ ấy ôi về xin tía ma qua tòa giáo thầy Hai với tất cả chân tình. Thành hình quá vậy, rồi cái chuyện cài cái ruộng đồng anh để lại cho ai? Tôi nói cho cô nghe, ở Tân Thông Hội này ngón đơn cò là ngón ruộng của thầy Hai. Dạ. Tôi nói tôi quyết tâm trở thành cao thủ. Hả? Kéo đơn cò, cài cái ruộng đồng có mấy anh chị tôi lo, để tôi được tự do đi học đơn giống cô. Trời đất ơi, dân ngủ chi mà không mê giọng cổ, mê gì trời. Ước nguyện của tôi là kéo được cây đờn cò cho thiệt là hay à nghe. Chứ thiệt ra không có tài cán gì hết trơn á cô Tư ơi. Vậy là anh Ba khiêm tốn quá rồi đó. Chứ người ta nói nhiều lắm luôn. Nói gì à? Nói tôi nghe coi. Thì ngón đờn anh Ba đã lừng danh khắp chốn, nghe tiếng đờn anh là tôi muốn thiệt là vinh hạnh cho tôi hết biết vậy đó hả? Nó trầm bồng vô dương cứ nghe xét là gì? Trời ơi, cô Tư vừa có duyên lại vừa có giọng ca ngọt xớt, chắc chắn ở Tân Thông Hội này cũng nhiều trai làng nói được làm quen. Anh Ba nói vậy tôi ngại lắm rồi nghe, tôi xấu xí kém duyên nên đâu dám bon chen đưa lụy phiền trai đó. Vậy còn chuyện của tôi chắc là cô Tư đã rõ. Tôi quyết chí học đờn là để làm gì? Để làm gì? Để đờn hát cho vui. Thì tôi biết rồi, anh học đờn là anh để đờn hát cho vui thôi. Không phải, ý của tôi là tôi muốn nói câu còn tôi kéo đàn cò. Tôi mừng ly con sáo, thương em miệt vườn, anh có đơn được không? Được chứ sao được.
thầy hai quyết chí sang đây nghe tư hát tôi đờ. Tư thì có bước được anh ba đơn khó để sang làm quê. Mai này con nước lớn anh ba kéo đơn cò qua rước từ dìa dinh. Tư chịu không nói tôi nghe coi cô Tư. Tư sao? Tư chưa nghĩ đến chuyện xa xôi thì duyên nợ lứa đôi. Xin hạ hồi phương to. Dù niềm tin yêu đã thầm trao ai đó nhưng tiếng nói yêu thương chưa dám ngỏ bao. Trời đất ơi sao mà không dám không biết à. Tư vẫn còn trong lứa tuổi dài khờ. Trời đất ơi 20 mấy cái xuân xanh rồi mà Tư còn cho rằng mình khờ dài. Chẳng lẽ Tư không sợ rằng thời con gái trẻ quá mau. Sợ chứ anh, Tư sợ lấy chồng rồi ngày tháng sẽ qua mau. Tiếng hát sẽ chìm sâu trong lời ru não ru. Không có đâu nghe anh nói đi nè. Sao? Con đờn cò của anh sẽ theo chân em bước mình cùng nắm lấy tay nhau đi suốt đoạn đường đời. Chịu không? Hên xui. Trời ơi, tới giờ này mà còn hên xui nữa. Tình yêu trao hết về anh giữa trời đêm trăng sáng luôn lên. Trăng sáng mắt biết lòng lành niềm tin sắc son anh dư dẹp. Ngày mai đám cưới thuyền qua bà con cô bác gần xa tứ hết bài các anh kéo đơn qua. Cô bác cũ chi sẽ chúc mừng cho đôi lứa có điều ly quê hương trong ngày vui của đôi mình. Rồi anh kêu đơn cò tư hát anh nghe rộn ràng dùng quê cũ chi dòng về câu dòng khô. Bài hát đêm trăng sẽ không còn gian dở thương em ly miệt vườn mình muốn thở bên nhà. Cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Rồi vô đi. Vô được rồi, tạm biệt Nhã Thi nha. Cảm ơn quý vị.